Cho đến thời điểm hiện tại thì chúng ta đã đi được một quãng đường dài của bộ phim này, và thực sự mà nói thì không có một mỹ từ nào để diễn tả về độ hấp dẫn cũng như là sự thú vị về cốt truyện mà Dafu đã thêm vào. Tất nhiên là để có thể xây dựng lên được một đế chế hùng mạnh như vậy thì chúng ta không thể thiếu những nhân vật đã góp công vào sự thể hiện của họ, phải nói là vô cùng xuất sắc và để lại những ấn tượng sâu đậm trong lòng người hâm mộ. Vậy thì cho tới thời điểm hiện tại, đâu là những nhân vật gây ấn tượng nhất cho người xem chúng ta trong phía Liên Minh, và họ đã thể hiện được những gì để khiến cho các khán giả phải điên cuồng và thúc lên những lời tán dương như vậy? Chào mừng các bạn đến với Benchy Điện Tử. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau điểm qua 10 nhân vật gây ấn tượng nhất của Skibidi Toilet cho tới thời điểm hiện tại nhé. Lưu ý là video này không phải là video xếp hạng, mà thứ tự của nó sẽ được để một cách ngẫu nhiên vì ai cũng cực kỳ ấn tượng, vậy nên mình sẽ để cho các bạn tự xếp hạng ở bên dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì bắt đầu video thôi. Các bạn biết tin gì chưa? Shop Benchy Điện Tử của mình đang giảm giá cực sốc với các dịch vụ, đặc biệt là mình có mở bán kim cương cho Toilet Tower Defense luôn đó nha. Hãy ghé qua shop của mình để ủng hộ mình với nhé. Lucky Cameraman. Đầu tiên chúng ta có Lucky Cameraman. Như các bạn đều biết thì tất cả các đặc vụ trong phe Liên Minh được Dafu đưa vào đều có một vai trò, đó là làm lính, ra trận và chiến đấu với những con Skibidi Toilet. Tuy nhiên, chỉ có những người có những đặc điểm đặc biệt trên cơ thể thì mới được người xem chú ý đến, và may mắn hơn là họ còn có thể giữ được mạng sống trong cái trận chiến khốc liệt này. Và người vô cùng đặc biệt nhận được cái sứ mệnh lớn lao ấy không ai khác chính là Lucky Cameraman. Ban đầu anh chàng này chỉ là một normal cameraman bình thường, không hơn không kém. Thế nhưng khi bộ phim được mở rộng cốt truyện, mọi thứ trở nên phức tạp hơn thì ta mới được ngỡ ra rằng anh chàng này là một người vô cùng quan trọng. Thậm chí anh ấy còn có được sự hỗ trợ của nhân vật bí ẩn và có thể coi là mạnh nhất trong bộ phim này, đó chính là đặc vụ bí ẩn. Với sự hướng dẫn tận tâm và có những thiết bị công nghệ tối tân thì Lucky Cameraman đã có thể sống sót và sinh tồn qua biết bao nhiêu trận chiến và thực hiện được những chiến công vang dội đem về cho đặc vụ bí ẩn. Điều này cũng chứng tỏ rằng phải có thực lực thì mới làm được như vậy, chứ không chỉ đơn giản là nhận được những món đồ ngon rồi sau đó cứ thế mà làm thì sẽ thành công rồi đúng không? Anh chàng này thực sự khôn ngoan và khéo léo. Sự thận trọng và độ lén lút level max của anh đã khiến cho phe Liên Minh không thể nào mà nhận biết được bên trong phe của mình có một điệp viên hai mang. Cho đến tập 70 thì cứ tưởng rằng anh chàng này đã hy sinh trên chiến trường. Thế nhưng không, hóa ra đây chỉ là một vở diễn của đặc vụ bí ẩn, và kế hoạch của anh ấy là muốn Lucky Cameraman thuyết phục phe Liên Minh một lần nữa về một vấn đề gì đó. Và điều này đồng nghĩa rằng pha diễn của anh ấy vẫn chưa dừng lại, và rất có thể Lucky Cameraman sẽ lập nền kỷ lục từ một normal cameraman trở thành một người quan trọng nhất trong loạt phim này. Camera Woman. Tiếp theo chúng ta có Camera Woman. Cô ấy có lần đầu tiên xuất hiện trong tập 52, cái tập mà cô ấy đã thể hiện một khả năng thực sự bá đạo của mình, đó là giải phóng những phát bắn cực mạnh từ khẩu súng ở đằng sau chiếc camera của mình. Đây không phải là những phát bắn bình thường, mà nó là những phát bắn vô cùng đặc biệt, có khả năng tự động nhắm và đuổi theo mục tiêu. Tốc độ và sát thương của chúng gây ra cho kẻ thù là thực sự đáng kinh ngạc. Cô nàng này cũng xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn, trong phần 2 của tập 57. Ở vị trí này, ta có thể thấy một tháp súng lớn ở trên lưng của cô ấy. Nhân tiện, nếu bạn thắc mắc về hình thù thực sự của khẩu pháo trên lưng của Camera Woman thì đây, nó là một dạng súng trong tựa game Half-Life 2, và có vẻ như phát bắn mà cô nàng này bắn vào người gã G-Man là đủ mạnh để có thể sử dụng tia laser. Điều này thật đáng kinh ngạc. Mặc dù lúc đó đúng thật là có những áp lực từ Titan Cameraman nữa, tuy nhiên thứ khiến mình ấn tượng nhất về Camera Woman đó là về gu thời trang của cô ấy. Thực sự mà nói thì cô nàng này ăn mặc như một người sếp hay một người thủ lĩnh vô cùng uy tín, và phong thái mà cô bước xuống từ chiếc trực thăng trong tập 52 đã khiến mình cứ nghĩ rằng đây quả thực là một Big Boss của phe Liên Minh. Thế nhưng không phải, và cô ấy chỉ là một đặc vụ ưu tú mà thôi. Ngoài ra thì camera của cô nàng còn có hai chế độ khác nhau, màu xanh là chế độ tỉnh và màu đỏ là chế độ chiến đấu, và đây là người duy nhất có chế độ đặc biệt này, thậm chí là đến cả Titan Cameraman cũng không có chế độ đó. Ở cuối tập 70, ta được thấy Camera Woman nhận được những nâng cấp, và cô nàng này cùng với hai người đồng đội của mình đã làm gỏi gã Santis Kibidi Toilet và một tay giúp cho phe Liên Minh đến chiến thắng nhỏ trong trận đấu đó. Dark Speaker Woman. Nhân tiện nói về đồng nghiệp của Camera Woman thì chúng ta không thể nào không nhắc đến Speaker Woman. Nếu bạn để ý thì cô nàng này xuất hiện trễ nhất trong toàn bộ các cô gái của bộ phim này, và cụ thể là ở tập 61. Thực sự mà nói thì màn debut của Speaker Woman nó quá là ấn tượng với điều nhảy vô cùng hài hước và phong thái vô cùng cool ngầu đầy tự tin của mình. Điều đầu tiên ngay lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người xem đó chính là tính cách có phần hơi kỳ quặc và hài hước của cô, kết hợp với kỹ năng chiến đấu cực kỳ xuất sắc. Không giống như Camera Woman hay TV Woman thì Dark Speaker Woman chơi theo phong cách cận chiến, và phải nói là cô nàng là một bậc thầy về nó. Vũ khí chính của Speaker Woman là hai con dao gắn vào hai bên của chiếc loa, sau đó kích hoạt sóng âm để đẩy nó đi thật mạnh, bắn vào mục tiêu. Một thứ vũ khí mạnh mẽ khác mà cô sử dụng trong trận chiến đó là chiếc loa được bao phủ bởi chiếc headphone này.
Nó có thể tạo ra âm thanh vô cùng mạnh mẽ, thậm chí là mạnh tới mức thổi ngược lại một quả rocket của con Skibidi Toilet dị hợm này và khiến nó đau đớn thì các bạn cũng hiểu luôn rồi đấy. Ngoài ra thì cô ấy còn cực kỳ nhanh nhẹn và có một chút gọi là thích chém giết điên cuồng, vì các bạn có nhìn vào khung hình này là biết cái cách mà cô ấy đâm con Skibidi Toilet kia thật là dã man làm sao. Và hơn hết, thứ giúp cho chúng ta dễ dàng phân biệt cô nàng này với các Speakerman khác đó chính là cái ống kính màu đỏ tươi, và người duy nhất có được thứ này đó chính là Dark Speakerman. Và điều này là đặc điểm để chứng minh rằng họ là những đặc vụ ưu tú có sức mạnh khác biệt so với phần còn lại. Titan Cameraman. Tiếp theo, chúng ta có Titan Cameraman. Nếu có một từ duy nhất để gọi anh chàng này, thì mình sẽ dành cụm từ Giga Chat cho Titan Cameraman. Vì với những điều mà anh ấy đã làm và cống hiến cho phe liên minh, thậm chí là mình nghĩ là không có thứ gì có thể miêu tả được điều đó đâu. Thực sự mà nói thì Titan Cameraman là một kẻ đáng ghét, bởi vì bất cứ tập phim nào mà anh ấy xuất hiện, thì anh ấy đều khiến cho nhân vật chính trong tập phim ấy bị lu mờ và chiếm luôn cả spotlight. Miễn là bạn cứ giao nhiệm vụ cho anh ấy, thì dù cho nó có khó khăn tới đâu, Titan Cameraman vẫn luôn hoàn thành được nó. Nói về sức mạnh thì Titan Cameraman có một cái lõi vô cùng mạnh mẽ, có khả năng giải phóng những ngọn lửa của mình và thiêu cháy kẻ thù chỉ trong thoáng chốc. Và nếu nói về khả năng cận chiến thì đây là một chiến thần, bởi vì anh ấy thực sự đáng kinh ngạc với những cú bổ trời giáng cùng cây búa thần của mình. Mặc dù bây giờ anh ấy sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau, nhưng thứ in sâu trong tâm trí của mình nhất đó chắc chắn là cây búa ấy. Ngoài ra thì sau khi tập 69 kết thúc, Titan Cameraman đã có thêm một chiếc máy bay phản lực kết hợp ở đằng sau lưng của mình, giúp cho anh có khả năng bay lượn cực kỳ thoải mái trên bầu trời với tốc độ siêu thanh. Có thể nói khoảng thời gian từ tập 50 cho tới tập 55 là khoảng thời gian đỉnh cao của Titan Cameraman, bởi vì khi ấy không một ai có thể cản bước anh chàng này vì những nâng cấp tối tân của mình. Và cũng thật buồn cho Titan Cameraman, bởi vì chính anh ấy cũng là người đã chịu những sát thương nhất từ phe Skibidi Toilet, và theo cá nhân của mình thì Titan Cameraman chắc chắn là người ấn tượng nhất trong số các nhân vật của phe liên minh rồi. Dark Speakerman. Tiếp đến, chúng ta có Dark Speakerman. Có thể nói, sau tập 70 vừa rồi, thì anh chàng này đã trở thành một trong những cái tên yêu thích nhất của các khán giả khi xem bộ phim này. Bởi vì nếu nói về độ chiến và độ thông minh khi chiến đấu, thì anh ấy chắc chắn là không thể thiếu mặt. Nếu như không có người đàn ông này tham gia vào đội của Plunger Cameraman, thì có lẽ tất cả bọn họ đã hy sinh sớm hơn và kế hoạch tìm kiếm gã scientist Skibidi Toilet sẽ không thể thành công được, bởi còn Michael Jackson Skibidi Toilet sẽ kết liễu hết bọn họ. Luôn giữ được cái đầu lạnh và sự bình tĩnh đáng kinh ngạc của Dark Speakerman đã trở thành một thương hiệu của anh chàng này. Chỉ thật đáng tiếc cho Dark Speakerman, bởi vì anh ấy đã phải hy sinh trong chiến dịch tiêu diệt tên trùm thứ nhất của phe Skibidi Toilet. Nhiều người dự đoán rằng rất có thể anh chàng này sẽ quay trở lại, bởi vì Dark Speakerman bị mất một nửa phần thân và anh ấy cũng có thể sửa chữa được như cái cách mà Plunger Cameraman từng bị ở tập 57, và mình cũng hy vọng điều đó xảy ra. Thế nhưng thật khó, bởi vì trong cảnh bí mật mới đây nhất, Dafu đã tung ra một anh chàng mới của tộc người loa nữa, và anh chàng này đã giành một cái bắt tay với Lucky Cameraman, giống hệt như cái cách mà bộ đôi huyền thoại này trước kia đã làm với nhau vậy. Thôi thì sao đi chăng nữa cũng cảm ơn Dark Speakerman vì những cống hiến của anh. TV Woman. Tiếp đến, chúng ta có TV Woman. Với nhân vật này thì chắc là mình không cần phải nói nhiều làm gì rồi đúng không? Có thể coi TV Woman là nhân vật biểu tượng của bộ phim này cũng được, vì sức ảnh hưởng từ sự dễ thương mà cô nàng này đã đem đến cho chúng ta. Cô ấy thực sự quá dễ thương tới mức mà mình phải làm một video để nói về. Vậy nên bạn nào chưa xem qua thì có thể ghé qua xem ngay đi nhé. Thứ quan trọng nhất mà TV Woman có chính là chiếc màn hình TV vô cùng độc đáo, thứ giúp cho chúng ta phân biệt được giữa cô ấy với các TV Man khác. Ngoài ra, nó là thứ vũ khí chết chóc có khả năng chiếu những tia sáng cực kỳ bá đạo, bao gồm việc gây choáng, thiêu đốt, có thể tiêu diệt kẻ địch trong một nốt nhạc. Và ngoài ra thì có một khả năng khác, đó là kiểm soát tâm trí của đối thủ hoặc là vô hiệu hóa những con ký sinh trùng Skibidi Toilet đã lây nhiễm cho những người đồng đội của mình. Điểm ấn tượng nhất của TV Woman đó chính là sự lạc quan mà cô nàng này luôn có. TV Woman luôn trưng ra một nụ cười kèm theo một biểu cảm vô cùng dễ thương ở bất cứ tình huống nào. Và cho tới thời điểm hiện tại thì biểu cảm buồn nhất mà TV Woman trưng ra đó là thời điểm mà Plunger Cameraman hy sinh. Thực sự đáng buồn, nhưng mà ta không thể làm được gì hơn. Và chắc chắn rồi, vai trò của tộc TV còn rất nhiều trong bộ phim này. Vậy nên TV Woman sẽ thể hiện nhiều hơn những kỹ năng chiến đấu vô cùng bá đạo của mình sau này đấy. Plunger Cameraman. Thực sự mà nói thì có hơi thừa nếu như mình nói quá nhiều trong phần này của Plunger Cameraman, bởi vì tất cả mọi người đều biết là anh chàng này đã anh dũng và giỏi giang tới mức nào trong trận đại chiến với phe Skibidi Toilet ở những tập phim vừa qua. Và mình thì cũng đã làm riêng một video để nói về những chiến công của anh chàng này rồi. Vậy nên nếu bạn nào thắc mắc và tò mò về anh chàng nhỏ con này bá đạo tới mức nào thì hãy ghé qua và xem ngay đi nhé.
Nếu chúng ta cần một chiến binh cảm tử không sợ chết và sẵn sàng chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, dù cho phe địch mạnh tới đâu, thì Blunter Cameraman chính là một ví dụ điển hình. Thật tiếc cho anh chàng này, vì Blunter Cameraman hoàn toàn có thể tiếp tục chuyến hành trình của mình và cống hiến cho phe liên minh. Thế nhưng, việc lọt tầm ngắm của thế lực hùng mạnh và bí ẩn nhất trong bộ phim này là đặc vụ bí ẩn đã khiến cho anh ấy trở thành con tốt và rồi sau đó buộc phải hy sinh. Quá tiếc cho một vị anh hùng, nhưng thôi, dù sao đi nữa thì chúng ta cũng đã dự đoán được về một kết cục như thế này đối với Blunter Cameraman rồi. Ít nhất thì anh ấy cũng đã góp công lớn trong việc tiêu diệt gã scientist Kibidi Toilet đúng không? Titan Speakerman. Tiếp đến chúng ta có Titan Speakerman. Có thể nói anh chàng này là một thành viên có cốt truyện thú vị nhất trong phe liên minh. Và mặc dù có một khoảng thời gian phản bội lại những người đồng đội của mình và giết chóc rất nhiều, thế nhưng anh ấy lại không bị chê trách và cũng không đáng để chê trách, vì ai cũng biết nguyên nhân thật sự đằng sau câu chuyện đó là gì. Tất nhiên, chả ai muốn phải đổi phe một cách bất đắc dĩ như vậy. Nhưng dù sao đi chăng nữa thì Titan Speakerman cũng đáp trả lại phe Skibidi Toilet một cách dũng mãnh sau khi anh ấy lấy lại được tâm trí. Anh ấy cùng người đồng đội của mình là Titan Cameraman đã có được một trận chiến oanh liệt trước con rối của gã scientist Kibidi Toilet. Trên thực tế thì vai trò của anh ấy so với hai Titan kia là ít hơn rất nhiều, bởi khác biệt về ngoại hình và Titan Speakerman thường chỉ hỗ trợ cho họ. Điều thú vị là khoảng thời gian chiến đấu ác liệt nhất của anh chàng này lại là khoảng thời gian mà anh ấy bị kiểm soát bởi đám Kibidi Toilet. Nhưng mà thôi, dù sao thì Titan Speakerman cũng đã có một phần cảnh chiến đấu hoành tráng nhất khi được Titan TVman búp cho luồng sức mạnh và rồi sau đó họ đã làm gỏi hết tất cả những con Skibidi Toilet đang bao vây lấy họ. Titan TV Man. Mặc dù là Titan TV Man xuất hiện trễ nhất trong số các Titan, thế nhưng với vai trò của mình thì anh chàng này đã nhanh chóng trở thành một hiện tượng và được rất nhiều người yêu thích. Nói về khoảng chiến đấu sức mạnh của anh ấy thì mình đã phân tích rất nhiều trong những video gần đây rồi. Vậy nên, mình đoán là sẽ hơi dư thừa nếu cứ nói thêm. Và thứ khiến mình ấn tượng nhất ở Titan TV Man đó chính là nhân cách của anh ấy. Anh chàng này có hai nhân cách, đó là dễ thương, thân thiện khi nói chuyện với những người đồng đội của mình và đột nhiên biến thành gã sát nhân khi chiến đấu. Nó cực kỳ ngầu lòi và không thể nào giải thích được cho điều đó. Ngoài ra, anh ấy cũng khá là phóng khoáng khi luôn miệng chửi thề mà không ngại mồm nữa. Điều này khiến cho các bộ phim trở nên cực kỳ vui nhộn và đầy màu sắc đấy đúng không? Đặc vụ bí ẩn. Và đây là lúc mà chúng ta nói về gã được cho là chùm cuối của bộ phim. Mặc dù ta không biết là anh ấy có thực sự đứng về phía phe liên minh hay không, nhưng nó có liên quan. Vậy nên mình vẫn sẽ đưa anh chàng này vào. Mặc dù chưa trực tiếp tham gia vào bất kỳ trận chiến nào, thế nhưng với tài thao lược cùng bộ óc cực kỳ thông minh của mình, thì đặc vụ bí ẩn luôn biết cách để khiến cho bản thân mình trở nên nổi bật đối với người xem chúng ta. Mặc dù công việc của anh ấy là đứng trong bóng tối và thao túng kẻ khác. Ngoài ra, với những thiết bị công nghệ vượt thời đại của mình hiện đang có, thì anh ấy cũng khiến cho người xem phải thốt lên bất ngờ khi mà chả hiểu lý do tại sao anh ấy lại sở hữu những thứ như vậy. Mình vẫn chưa nghĩ đến viễn cảnh lúc mà Dafu tung ra tập phim tiết lộ mọi thứ về người đàn ông này đâu, bởi vì chắc chắn là nó sẽ quá sốc cho người xem chúng ta đấy. Và đó là toàn bộ 10 nhân vật ấn tượng nhất trong Skibidi Toilet ở thời điểm hiện tại. Các bạn thấy ai là nhân vật gây ấn tượng nhất? Nếu thấy video này hay và thú vị, hãy để lại cho mình một like, một đăng ký để mình có động lực trong những video tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại.